liên quan đến bảo hiểm xã hội, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 144 ngày 28 tháng 7 2023, phiên họp Chính phủ tháng 7 năm 2023 về dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Tại nghị quyết trên, Chính phủ thống nhất về sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm sửa đổi luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, đánh giá dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có nhiều nội dung phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến hệ thống an sinh xã hội và người lao động. Chính phủ cơ bản thống nhất đối với các vấn đề như giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm, giảm độ tuổi trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi, mở rộng nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký tờ trình Quốc hội dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi.